Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày 5 tháng 11 năm 2021. Và hiện tại chúng ta đang có mặt trên đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8 các bạn. Và lời nói đầu tiên, Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô chú, anh chị và các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay, Tường Vũ Channel mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng đi tham quan chợ Nhị Thiên Đường, sau đó chúng ta đến chợ Phạm Thế Hiển ha. Chúng ta đang đi dưới dạ cầu và trên đường Phạm Thế Hiển này, nhìn chung các cửa hàng quán cũng đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên thì lượng khách đến đây cũng không có nhiều các bạn. Hôm nay Tường Vũ Channel rất vui được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những hình ảnh về hai ngôi chợ tại địa bàn quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết mình sẽ rẽ vào chợ Nhị Thiên Đường ha, để xem thử ngày hôm nay bà con buôn bán ở bên trong chợ này như thế nào. Đây là các cái người bán ở hai bên đường đi vào các bạn. Hàng hóa, quần áo, rồi trái cây, hoa quả. Nhìn chung thì mọi người cũng đã buôn bán và hoạt động trở lại rồi. Thời tiết tại Sài Gòn trong những ngày gần đây nóng như đổ lửa các bạn. Thời tiết rất nóng. Đây là trái cây chuối nè các bạn. Chủ yếu là người ta bán ở trên vỉa hè, cái lối đi vào cổng chính của chợ Nhị Thiên Đường. Quần áo, thời trang cho người lớn, thời trang cho trẻ em. Rồi các loại hoa quả, trái cây. Lượng khách thì cũng đến nhộn nhịp đông đúc các bạn. Để Tường Vũ Channel sẽ di chuyển vào bên trong ở phía sau để gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những hình ảnh mới nhất về chợ Nhị Thiên Đường, quận 8. Cá, thịt, các cái quầy bán thịt heo nè, rồi các cái quầy cá, tôm, ốc. Đó. Trái cây quá trời luôn ha. Hải sản nữa. Hải sản có ốc, sò, nghêu, cua, ghẹ. Rau quá trời luôn, đủ loại rau các bạn. Nhìn chung là ngày hôm nay lượng khách cũng đến rải rác, đông đúc, nhộn nhịp. Có thể nói từ khi mà thành phố cho phép nhiều cái ngôi chợ truyền thống được hoạt động trở lại thì đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân sống trên địa bàn có thể đi mua lương thực, thực phẩm một cách dễ dàng. Chợ Nhị Thiên Đường này cũng rất là lớn các bạn ha. Đây là mình mới đi ở bên ngoài, mình chưa vào bên trong lòng chợ các bạn. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn thành phố của chúng ta trong những ngày gần đây thì số ca nhiễm mới
mỗi ngày khoảng trên dưới 1.000 ca, hơn 900 ca, có ngày lên trên 1.000 ca các bạn. Trong khi đó các tỉnh miền Tây Nam Bộ và các tỉnh vùng Tây Nguyên thì dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu tăng trở lại. Các tỉnh phía Bắc cũng cho thấy là dịch bệnh cũng có chiều hướng là tăng trở lại các bạn. Trong những ngày gần đây thì số ca dương tính trên nhiều tỉnh thành của cả nước cũng đã có dấu hiệu là quay trở lại rồi. Cho nên mọi người trong chúng ta cũng luôn luôn phải hiểu rằng là dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến rất là phức tạp. Chúng ta phải luôn tuân thủ theo quy tắc 5K của Bộ Y tế, hạn chế tập trung đông người, khẩu trang, sát khuẩn các bạn. Đây là những yếu tố cực kỳ quan trọng để bảo vệ sức khỏe riêng của mỗi người cũng như là cộng đồng. Hiện nay các tỉnh miền Tây Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì cũng đang báo động tình hình dịch Covid-19 có chiều hướng tăng lên trong những ngày vừa qua. Bây giờ Thường Vũ Channel sẽ mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta di chuyển ra đường Phạm Thế Hiển, sau đó mình đến chợ Phạm Thế Hiển một vòng để xem thử là bên chợ Phạm Thế Hiển này hoạt động như thế nào ha. Đây là cửa hàng bán giày dép, rất là nhiều loại giày dép luôn đó. Quay cận cảnh cho các bạn coi. Các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy cũng như là các bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vẫn đang tiếp tục lên đường để hỗ trợ Tây Nguyên chống dịch. Hiện nay trước những cái diễn biến rất là phức tạp dịch Covid-19 tại khu vực Tây Nguyên, mỗi ngày với số ca và số người nhập viện điều trị tiếp tục tăng nhanh. Chính vì điều này cho nên là Thứ trưởng Bộ Y tế cũng như là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã đề nghị Bệnh viện Bạch Mai trong ngày hôm nay là ngày 5 tháng 11 phải cử một đoàn công tác để khẩn trương về Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tại Đắk Lắk để mà điều trị bệnh nhân Covid-19 đang diễn biến có chiều hướng xấu và nặng ở tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk các bạn. Hiện nay tất cả các bệnh viện lớn trên cả nước, đặc biệt là bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện Bạch Mai Hà Nội thì cũng đã đều lên đường chi viện cho các tỉnh, các điểm nóng như là ở tỉnh Hải Dương, ở ngoài Bắc tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Huế, rồi Hà Tĩnh, Điện Biên, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Tất cả các đội ngũ y tế, bác sĩ ở đây cũng đã đều sẵn sàng cùng với những trang thiết bị hiện đại nhất để khi nhận nhiệm vụ thì sẽ lên đường ngay. Còn ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ như đồng bằng sông Cửu Long thì như các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, rồi Bạc Liêu, các tỉnh này thì tình hình dịch Covid-19 cũng đang diễn biến rất là phức tạp.
hy vọng chúng ta sẽ kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, chứ nếu không thì còn 2 tháng cuối năm như vậy thì rất là nghiêm trọng đến nền kinh tế cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Và sáng ngày hôm nay là ngày 5 tháng 11 thì tại thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã tạm thời phong tỏa để xét nghiệm sàng lọc F0. Chúng ta vẫn đang di chuyển trên đường Phạm Thế Hiển các bạn ha. Mình sẽ đi vào chợ Phạm Thế Hiển một vòng để gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những hình ảnh về chợ Phạm Thế Hiển trong ngày hôm nay, để xem thử cuộc sống của người dân và những tiểu thương bán trong chợ truyền thống này như thế nào. Tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày vừa qua thì dịch bệnh cũng đã giảm xuống, như con số này vẫn cho thấy là rất phức tạp. Trong khi đó các đồng tỉnh miền Tây Nam Bộ và miền Tây Nguyên, các vùng Tây Nguyên thì đang đề phòng và đẩy mạnh việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện nay tại thành phố Buôn Ma Thuột có thể nói là đang dẫn đầu ở toàn tỉnh Đắk Lắk với số ca mắc COVID-19 rất là cao. Nhiều ổ dịch rất là phức tạp. Đang dịp trong cái video ngày hôm nay thì Tường Vũ Channel cũng gửi đến lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến cho tất cả quý vị và các bạn đã luôn yêu mến và ủng hộ nhiệt tình cho kênh YouTube Tường Vũ Channel trong suốt thời gian vừa qua. Kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn có được niềm vui, luôn luôn có được sức khỏe và mọi sự bình an trong cuộc sống. Chúng ta chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2021 và đón năm 2022. Hy vọng bước sang năm 2022 thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Nhiều niềm hy vọng sẽ được chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn ở trong một cái năm mới. Còn năm cũ, năm 2021 hiện nay chúng ta hãy quên đi và hãy hướng về một tương lai tốt đẹp hơn các bạn nhé. Bây giờ từ Vũ Channel sẽ rẽ tay phải để vào bên hông chợ Phạm Thế Hiển ha. Không biết là ngày hôm nay bên trong này buôn bán ra sao, như thế nào đây. Tiểu thương người bán thì cũng có đây các bạn, nhưng mà không biết là người mua thì có nhộn nhịp và đông đúc hay là không. Gần như là mọi cửa hàng đều trưng bày hàng hóa để buôn bán đầy đủ các bạn. Tôm, cá, thịt, quần áo, thời trang, rau, củ, quả có hết, đầy đủ hết.
cuộc sống của người dân trên địa bàn Sài Gòn cũng đã mới thấp thỏm trở lại từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 và hôm nay cũng đã bước sang hơn một tháng rồi. Nhưng mà nhìn chung thì mọi hoạt động vẫn chưa có quay trở lại được các bạn. Các dịch vụ như là dịch vụ karaoke, rồi dịch vụ ăn uống thì cũng được mở bán tại chỗ, phục vụ khách tại chỗ. Tuy nhiên thì lượng khách đến cũng không có phải là cao. Đây, các cửa hàng bán rau, rồi thịt, bông hoa. Cửa hàng tạp hóa. Đây là những hình ảnh mới nhất vào ngày 5 tháng 11 năm 2021 để gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những quang cảnh ở khu vực xung quanh chợ Phạm Thế Hiển. Có mấy cái quầy bán hoa rất là đẹp luôn. Rồi mình đi ra bên ngoài đường lại ha các bạn. Tới mặt trước đường Phạm Thế Hiển, cổng chính của chợ Phạm Thế Hiển đây. Đây các bạn, đây là mặt trước, cổng chính, mặt trước của chợ Phạm Thế Hiển, quận 8. Nhìn chung thì chợ cũng không có phải là quá đông đúc. Như vậy những hình ảnh thông tin vừa rồi về chợ Phạm Thế Hiển và chợ Nhị Thiên Đường cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và ước mong được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.